đi chân bò, cầm cái roi thật to, bò không đi ta lấy cái roi ta chọc đít bò, bò lại đi. Đấy, rồi các bạn ơi, các bạn biết đây con gì không? Đây là con gì? Con gì ấy ấy ấy, ấy. Cong cong mông ấy. Tập thể dục buổi sáng đấy, 1 2 3 tập hít thở hít thở hít thở. Bò đấy, đây bạn bò nhà mình nhé bạn ơi. Bò ăn cỏ đi cho các bạn nhìn nào. Yêu 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 đấy. Các bạn đã nhìn thấy con bò bao giờ chưa? Các bạn ơi, bây giờ mình sẽ cưỡi lưng bò nha các bạn ơi. Đấy. Bò ơi, cho mình cưỡi lưng tẹo nha. Bò không cho rồi. Các bạn ơi, bạn bò nhà mình đã ăn cỏ ngoài kia kìa. Đấy. Hôm nay mình đi chân bò nha các bạn ơi. Đấy, chân bò bằng cái này này. Đây là cái máy dò tìm kho báu của mình đấy các bạn ơi. Máy dò tìm kho báu á? Đúng rồi, nếu như mà nghe tiếng máy kêu phát tín hiệu ở đâu này, chắc chắn ở đây sẽ có một món đồ gì đấy. Thế á? Đấy, tớ hình như nghe thấy nó kêu cái gì. Ừ đấy, nó kêu đấy. Các cậu nghe thấy không? Đi theo nó xem nào. Đấy, 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 đấy. Ui. Đâu? Nó kêu mạnh ở đây quá cậu ơi. Ở đây à? Đây này, cậu nghe không? Ừ, đúng đấy, rồi. Tín hiệu kêu càng ngày càng to này. Thử xem là nó dò ra cái gì nào. Wow. Ui ôi. Một con nhện 5 mỹ. Con nhện này. Ui, con nhện màu xanh các bạn ơi. Wow, cậu thử bắt nó lên đi xem nào. Ui, nhện này à, nhện không biết nhện độc không nhỉ? Sợ lắm đấy. Các bạn mà nhìn thấy nhện to như này đừng bắt nhá. Các bạn phải chạy ngay. Ờ đây này, con nhìn này, nhìn hai cái răng của nó này. Ui ôi. Đấy, nhện như này á mà bắt là nó cắn đấy. Đấy, giờ mình sẽ để con nhện ở đây nhá. Mình sẽ dùng cái máy dò tìm này của mình để đi tìm thêm các đồ vật nha các bạn ơi. Mình vẫn còn nghe thấy tiếng tít tít ở đâu đấy. Đi đi các bạn nghe thấy không? Đúng rồi. Đấy, nó kêu càng ngày càng gần này các cậu ơi. Ừ. Đi xem nào. Đây đây rồi. Tít tít tít. Ui ui. Nó kêu mạnh ở đây lắm các bạn ơi. Đây này, ở đây này. Ở đây này. Ở dưới này có cái gì à? Wow. Ui giời ơi, đây là một bãi phân bò. Con bò nhà mình nó vừa ị ở đấy bạn ơi rồi. Éo ơi, con bò nó vừa ị ra đây các bạn ạ. Cái máy này tìm kiểu gì ấy nhỉ? Tìm kiểu gì mà lại thế này máy rởm rồi, máy của cậu là máy rởm rồi chăng ạ? Mùi ghê quá. Lại nghe tiếng nó kêu kìa. Ừ ừ. Ở đây này cậu ơi. Ở đây này. Đâu đâu đâu. Càng gần rồi này. Đâu đâu đâu. Đây 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 đây. Wow, chỗ này chỗ này. Ừ, ừ, chỗ này chỗ này. Nó kêu to chưa các bạn ơi? Chứng tỏ là dưới đây có. Wow, nhìn này. Éo ơi, một bọc rác các bạn ạ. Cái máy rởm này nó tìm ra bọc rác các bạn ơi. Không phải bọc rác đâu. Cái gì đấy? Doraemon. Ui, hình Doraemon này. Ui, cái này cái gì ấy nhỉ? Đây một cái túi to ấy. To hình nhỉ? Doraemon này các cậu ơi. Ô, ở đây này. Nó còn có các gói Doraemon nhỏ này các cậu ơi. Ừ. Hình như trong này là có các gói Doraemon nhỏ ấy đấy. Thử bóc ra xem nào. Thử bóc ra nhá, xem là cái gì nhá. Ừ. Ui, to chưa này. To này. Thật đấy. Kéo to bằng người cậu luôn. Ờ, bim bim khổng lồ. Kéo to bằng người con bò kia luôn kìa các bạn ơi. Gói đồ khổng lồ, ngồi to nha. Cậu thử bóc ra đi xem nào. Này các bạn ơi. Úi dồi. Wow. Các bạn đã nhìn thấy cái gói bim bim nào mà nó to như thế này chưa nhỉ? Úi dồi ôi. Nhiều chưa này. Trời ơi, bên trong có nhiều bim bim lắm các bạn ơi. Wow. Eo ơi, được cả một rổ bim bim này. Thấy chưa? Thấy sức mạnh của cái vật này của tớ chưa? Đây nè. Đấy. Đây đúng là cái vật thần kỳ rồi các bạn ơi. Ngoài nhè, nhiều chưa? Có cả đây nhá, màu Doraemon nha, màu xanh dương này, Doraemon màu đỏ này, Doraemon màu đen này, Doraemon màu tím này, màu hồng. À ừ, màu hồng, Doraemon màu vàng này. Ui, nhiều màu thế. Nhiều chưa? Hay là cậu thử bóc một cái ra ăn đi, tớ thích ăn cái máu lửa đây này. Cái đây. Không, nhà ăn ở đây bẩn lắm, về nhà thì ăn. Ờ, thế cũng được, bởi vì... Ai ăn ở gần cướp bò. Ngay ở kia có bãi phân bò các bạn ạ. Cái... Mày chỗ này, chỗ chăn bò nhà tớ đấy. Ừ. Bẩn lắm, không ăn được đâu. Cho hết vào đây nhá các cậu ơi. Wow, được một mẻ lớn rồi này. Thích chưa? Đấy. Lần sau ai cậu cứ đi chăn bò với tớ ra, tìm được đầy đồ luôn. Công nhận cái máy này xịn thật đấy. À, thế mà vừa nãy ai lại kêu máy rởm ấy nhỉ? Căn bản là nó tìm vào cái bãi phân bò thế là trông bẩn như ma. Thế rồi, cái này cất đi. Tí nữa mình về mình ăn nhá. Bây giờ mình đi đi tìm tiếp xem có cái gì ở đây nữa không đi. Đi, các bạn theo dõi mình nhá. Theo chân mình nhá. Máy dò đâu? Có dò được không? Đâu đâu đâu. Đây. À ở đây à? Wow, đây này. Đấy, nó kêu mạnh chưa? Ừ, nó lại dò ra cái gì? Để mình lật ra nhá. Wow. Con gì đây? Cái gì? Con gì màu xanh đây? Tớ nhìn thấy cái có đuôi. Có cái đuôi rất dài. Cậu thử lôi cái đuôi nó lên có ra. Có hai cái sừng cậu ơi. Lôi đuôi. Wow. Wow. Con gì đây? Đây là một con khủng long hai sừng. Đúng rồi, đây là một con khủng long ăn cỏ đấy các cậu ơi. Ừ. Đấy, cho vào giỏ đi. Khủng long này rất thân thiện nhá. Để vào đây nhá. Nghe xem có ở đâu nữa không? Đây. Ở đây cũng có à? Đúng rồi. Xem là cái gì nào? Wow. Ôi, con gì? Đây nha. Là con gì ăn thịt đúng không?
Đây là một con hổ. Đúng rồi, một con hổ. Nhiều đồ nhỉ. Còn không? Vẫn nghe tiếng kêu đấy. Đúng rồi, tớ vẫn nghe tiếng kêu xa xa ở đâu đấy. Ở đâu nhỉ? Ở đâu? Ở đây có không? Có không? Không có. Nào, đây. Này, ở đây nó kêu mạnh quá này. Dệt này. Ừ. Để kiểm tra xem ở đây có gì không nhá. Cậu thử bới ra xem nào. Wow, wow, này. Đúng thật, có cái gì ấy. Đầy nước. Lấy ra xem nào. Ây. Wow. Một con bò sữa. Đây là đồ chơi à hay là cái gì? Không phải đâu, kẹo. À, kẹo con bò sữa. Này, bên trong có kẹo này. Đúng rồi, kẹo con bò sữa đấy. Thì bóc ra xem có ăn được không. Ồ, cái này khó bóc lắm cậu ơi. Yeah. Cái này nhìn chắc chắn lắm. Phải dùng dao. Thôi để về nhà mình khui ra nhá. Đâu xem nào xem, nhưng mà bên trong kẹo nó như thế nào nè. À. Nó kiểu kẹo xốp ấy. Đây là kẹo. Kẹo xốp xốp, ăn thơm thơm có vị của sữa bò các đúng bạn rồi, ạ. Rồi đấy. Đây có hình con bò mà. Ừ, một con bò sữa đây này. À thằng nào nó gần giống với con bò nhà mình các bạn. Ờ đấy kìa, bò nhà mình kìa đấy, đang liếm người ấy kìa. Đúng rồi, đấy con bò nhà mình như này. Đấy. Bò ơi, ăn cỏ đi. Đây cho vào đây. Tiếp tục đi xem có gì nữa không. Có thấy tiếng kêu gì không? Chưa thấy tiếng kêu gì. Có thấy tiếng gì không? Có. Nhưng mà nghe hơi nhỏ. À đây. Đâu? Đây. Chỗ nào? Đây ui, tiếng này ở to lắm. To lắm đây này. À, đây đúng, này. Đúng rồi, cái tiếng này nó bắt đầu nó to rồi đây này. Wow, ui. Con gì đây? Nó há mồm. Con gì này nó đang há mồm này các bạn ơi. Ui, con gì đấy? Khéo nó cắn đấy. Ui. À. Ui nó cắn đấy. Con gì đây nhỉ? Đây là con gì? Con gì đây? Mày có cái răng dài như này các bạn ơi. Wow. Con gì ấy nhỉ? Đeo cái răng. Đây là một con hà mã đấy. Đúng rồi, con hà mã này á, con hà mã này nó to lắm. Ừ. Các bạn ơi, gặp hà mã thì đừng nên đứng gần nha, hà mã này rất đáng sợ. Đúng rồi, nó không nguy hiểm lắm. Là bạn sẽ cắn mình đấy. Em nhìn này, cái hàm này, của nó to. Này, các bạn nhìn hàm răng này, mồm rất to luôn. Đeo ơi, cái mồm nó to chưa này. Đấy. Đẹp chưa? Đeo, hôm nay mình tìm được nhiều đồ nhỉ. Ờ. Hay bây giờ mình đói quá rồi. Mình đi về mình bóc bim bim ăn đi. Ờ đi. Chứ cả một đống bim bim to đấy kia mà không ăn thì phí lắm. Ờ. Cậu đi về đi, còn tớ vẫn phải chăn bò ấy này. À thế á? Ờ, tớ đến trưa tớ mới được về cơ. Ừ. Thế bye bye cậu nhá. Wow. Các bạn ơi, các bạn biết đây là con gì không? Đây là con gì đố các bạn biết. Đấy các bạn ơi, đây bạn bò này, bạn bò nhà mình như này. Đấy bạn bò ăn đi này. Bạn bò ăn đi cho các bạn nhìn. Nhâm. Đấy, bạn đang ăn này. Dạy cho nó à.